Nhiều năm sau, tôi trở về và ở nhà ga xe lửa, chúng tôi gặp lại nhau. Cảnh đó là khi tôi bước xuống từ tàu, cô ấy quay đầu lại và hai người nhìn nhau. Đó là khoảnh khắc sau khi đã trải qua sinh ly tử biệt, chúng tôi cuối cùng đã tái ngộ thành công. Chúng tôi ước một vài điều, cùng nhau bước đi, rồi nói anh yêu em. Sau đó là rất nhiều câu anh yêu em, rồi hai người ôm và hôn nhau. Cảnh ôm hôn đó được quay trong thời gian dài vì phải quay từ nhiều góc độ khác nhau. Đạo diễn còn thiết kế một máy quay xoay quanh chúng tôi, cứ quay liên tục như vậy. Nhưng tại hiện trường, trên và xung quanh xe lửa đều có rất nhiều người đứng xem và cười lớn. Các bạn phải hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người. Đúng vậy, ha ha. Chúng tôi vẫn phải thể hiện tình cảm sâu sắc, đầy cảm xúc trong cảnh đó. Đó là những khoảnh khắc quay phim rất ấn tượng. Một tiểu yến tử trắng muốt trông thật nổi bật. So với tiểu yến tử, hai hoàng tử Cổ Cừ Cơ và Tô Hữu Bằng trông có vẻ sâu lắng hơn nhiều. Tôi nghĩ màu trắng giống như tuyết, rất tinh khiết. Vì thế hôm nay tôi mặc đồ màu trắng, trông có chút giống trang phục cưỡi ngựa. Đúng vậy, chiếc quần và giày da đều là vậy. Ba người bạn lâu ngày không gặp, ngay khi vừa gặp mặt, ánh mắt họ trao nhau thật sâu sắc. Chúng tôi đứng bên cạnh, mà cảm giác như đang xem phiên bản hiện đại của Tân Dòng Sông Ly Biệt. Thật sự là đắm chìm trong đó. Cả ba gầy đi so với trước kia, và họ trông càng đẹp trai hơn. Còn cô ấy thì trở nên xinh đẹp hơn. Đúng vậy, thật sự là anh ấy trở nên đẹp trai, còn tôi thì trở nên xinh đẹp hơn. Cô ấy đẹp hơn, anh ấy đẹp trai hơn, ha ha. Hai tuần trước, tôi cảm thấy... Bạn có còn nhớ cảnh quay khó quên nhất không? Đó là cảnh tôi phải nhảy xuống nước để cứu anh ấy. Nhưng mọi người biết không, con sông đó chỉ là giả thôi, vì thế nước không sâu lắm. Khi tôi nhảy xuống, nước chỉ tới đây thôi, và chúng tôi phải diễn như thể đang bị ngập nước. Vì vậy tôi phải ngồi xổm xuống, rồi phải hành động như đang cố gắng cứu anh ấy. Tôi quỳ xuống và vừa diễn vừa nói, đừng sợ, tôi sẽ cứu bạn. Và tôi phải ôm lấy cổ anh ấy như vậy, rồi diễn tiếp. Ha ha. Và ở dưới đó, bùn trong nước, tôi không biết đó là bùn hay là gì nữa, nhưng nó mềm mềm, lúng lúng, cảm giác như đang dẫm phải phân vậy. Ha ha. Nói chung rất vất vả, tôi cũng không biết mình đã dẫm phải cái gì. Sau khi lên khỏi nước, nước đó cũng hơi bẩn, nhưng mọi người đều rất chuyên nghiệp, không muốn làm chậm tiến độ quay phim, nên cứ tiếp tục quay. Tôi nghĩ rằng, khi có những diễn viên tốt hợp tác với nhau, mới có thể tạo ra tác phẩm tốt, đúng không? Đúng vậy. Vì vậy, tôi rất vui khi được làm việc cùng Hữu Bằng và Tâm Như. Chúng tôi đã trải qua nửa năm cực kỳ vui vẻ cùng nhau. Tôi biết có rất nhiều cảnh quay giữa họ, 6 người cùng diễn xuất. Tôi chủ yếu làm việc với Triệu Vi, tôi rất thích cô ấy. Cô ấy rất chăm chỉ, nghiêm túc, đặc biệt ham học hỏi và rất tôn trọng mọi người. Vì thế, khi cô ấy đạt được thành công như hôm nay, tôi nghĩ điều đó không thể tách rời khỏi những nỗ lực mà cô ấy đã bỏ ra. Có một cảnh tôi và Triệu Vi diễn cùng nhau, đó là cảnh sau khi cô ấy trở thành con gái nuôi của tôi. Tôi đã trách mắng cô ấy. Cả hai chúng tôi đều rất xúc động, tôi cũng bị cuốn vào cảm xúc của cảnh quay, diễn rất chân thật. Nếu con muốn sống có lòng tự trọng, thì con không thể bước vào những nơi như thế. Con nói về lòng tự trọng trước mặt cha của con. Là một đứa trẻ mạnh mẽ như vậy sao con lại không hiểu? Chỉ cần con bước vào những nơi đó, lòng tự trọng của con sẽ bị hủy hoại. Mẹ à,
con không có lựa chọn nào khác, con chỉ có một con đường phải đi thôi. Tim con sắp không chịu nổi nữa rồi, toàn thân con đang run rẩy. Cảnh quay đó đã khiến tôi vô cùng xúc động. Lúc đó khi quay, đạo diễn đã chấp nhận cảnh này chỉ với một lần quay. Hôm nay có cơ hội gặp lại cô ấy, tôi thật sự cảm thấy rất may mắn và xúc động khi họ nói với tôi những bộ phim về tình cảm gia đình. Vì vậy, khi diễn bộ phim này, tôi thật sự rất xúc động. Tôi cảm thấy mẹ bị người khác ức hiếp, mẹ phải giặt quần áo cho người khác. Con có nhớ việc lắng nghe khi giặt những bộ quần áo bẩn không? Cuộc sống của mẹ rất vất vả. Mỗi khi diễn cảnh đó, con cảm thấy rất buồn. Vì thế, tình cảm giữa con và mẹ vô cùng sâu sắc. Có một lần chúng tôi quay cảnh đêm dưới ánh đèn xe. Đó là một đêm thu rất lạnh. Tôi đứng trước cửa phòng khách, tìm Y Bình ra để khuyên cô ấy đừng hát nữa. Lúc đó, trời mưa rất to. Trước khi quay, chúng tôi đã quấn rất nhiều lớp giấy nhựa và thứ khác. Nhưng khi quay, mưa vẫn trút xuống, lạnh đến thấu xương. Tôi đứng đó, rất lạnh. Mẹ đến từ bao giờ vậy? Triệu Vi đã nói, đắp áo khoác cho mẹ, đắp áo. Cô ấy nghe giọng của tôi, cô ấy cảm thấy tôi không thể đáp ứng yêu cầu về cả diễn xuất, lẫn ca hát cho vai đó. Vì vậy, cô ấy bảo tôi từ bỏ ý định và tiếp tục diễn vai Y Bình. Lúc đó, tôi không còn nghĩ đến cách diễn như thế nào nữa, mà mỗi ngày tôi đều cố gắng biến mình thành một phần của nhân vật. Tôi phải chủ động nhắc nhở bản thân. Yêu giữa Thư Hoàng và Y Bình thật sự khiến người ta đau lòng. Họ diễn quá xuất sắc. Khi tôi xem lại các đoạn phim, lần nào xem tôi cũng rất ngạc nhiên. Điều khiến tôi ngạc nhiên là lần này Triệu Vi đã chuyển từ một vai diễn rất sôi nổi, từ Tiểu Yến Tử trong Hoàng Châu Cách Cách sang vai Y Bình. Thực sự lúc đó tôi cũng lo lắng lắm. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với cô ấy, nên trong lòng tôi cũng không chắc liệu cô ấy có thể đảm nhận vai Y Bình hay không. Nhưng sau khi xem cô ấy diễn, giáo viên của tôi nói rằng cô ấy đã thực sự thể hiện rất nhiều cảm xúc trong một số cảnh quay. Cô ấy thậm chí còn khiến tôi khóc khi ngồi trước màn hình TV, dù đây là bộ phim do chính tôi viết. Tôi thường nói với cô Cự Cơ, cậu khiến tôi thay đổi cách nhìn về cậu. Theo ấn tượng của tôi thì cô ấy có đôi mắt rất to, thực sự rất to, to đến mức giống như nhân vật nữ chính trong phim hoạt hình vậy. Anh ấy cũng đã phá vỡ, giống như tôi, phá vỡ ấn tượng quen thuộc của mọi người về hình tượng nam chính trong các bộ phim truyền hình. Anh ấy đã chạm đến trái tim của mọi người. Vì lúc đó họ còn cân nhắc việc phát sóng bộ phim tại Hồng Kông, nên phim có phiên bản tiếng Quảng Đông. Tôi nói tiếng phổ thông, anh ấy nói với tôi bằng tiếng Quảng Đông. Tôi còn hiểu được đôi chút, chứ đến một câu của cha tôi cũng không hiểu. Thật sự, tôi vẫn đang diễn, ha ha, tưởng anh ấy còn lời thoại. Nhưng thật ra anh ấy đã nói xong rồi. Hợp tác với ai rất quan trọng, vì một diễn viên giỏi thường sẽ đưa bạn vào đúng mạch câu chuyện và hoàn cảnh đã định. Khi bạn hợp tác với Triệu Vi, có phải cô ấy cũng dần đưa bạn vào tình huống đó không? Đôi khi cô ấy sẽ từ từ dẫn dắt bạn trong các cảnh quay, giống như một hành lý đầy gấu bông vậy. Tôi rất biết ơn họ trong việc diễn xuất chung. Còn một điều nữa là lúc đó tiếng phổ thông của tôi rất kém, hoàn toàn ở mức không. Cô Quỳnh Giao nói thôi, không cần nữa. Khi quay phim, cô ấy yêu cầu tôi sử dụng tiếng phổ thông, và tôi phải rất cảm ơn, kể cả đội ngũ nhân viên. Về mặt này, anh ấy đã khuyên tôi rằng khóc rất khó, ha ha. Chúng tôi quay những cảnh đầy cảm xúc, chẳng hạn như những thứ rất đau buồn. Tôi không thể khóc nhiều bằng anh ấy. Khi chúng tôi khóc không phải là giả, mà là thật sự đau lòng. Anh ấy có vẻ rất giỏi trong việc thể hiện sự đau buồn. Còn nụ hôn màn ảnh đầu tiên của anh ấy cũng là với bạn phải không? Đúng vậy, anh ấy nói trước đây chưa từng quay cảnh hôn trên màn ảnh. Cảnh hôn đầu tiên của anh ấy là trong bộ phim này, cùng với Triệu Vi. Bộ phim này có khá nhiều cảnh hôn, tôi thậm chí không thể đếm được bao nhiêu cảnh hôn. Thật ra lúc đó mọi người đều chưa quen biết nhau lắm. Sau khi quay xong cảnh hôn, có cảm thấy ngại không? Ngại gì chứ, mệt chết đi được. Thật sự là rất vất vả. Nói thật lòng, ngoài việc muốn quay xong nhanh chóng để tôi có thể ngủ một chút, nghỉ ngơi, thì chẳng có gì khác. Dù sao thì cứ phải hôn,
thì nhanh hôn, hôn xong rồi chuyển sang cảnh tiếp theo, nhanh nào. Anh ấy đã quyết định muốn phát triển ra bên ngoài, trong vòng 4 năm tới sẽ không đóng phim truyền hình nữa. Đúng vậy, đó là tính cách của anh ấy. Bởi vì anh ấy nghĩ rằng chính tôi đã làm anh ấy nổi tiếng, và nhờ đóng phim truyền hình của tôi mà anh ấy trở nên nổi tiếng. Lúc đó, có rất nhiều người đưa ra số tiền lớn để mời anh ấy đóng phim truyền hình. Tôi đã từ chối không đóng phim truyền hình của anh ấy và đi đóng phim của người khác để kiếm tiền. Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, thật sự là vì ước mơ của tôi. Anh ấy nói đúng, tôi là người rất thích mơ mộng. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi thích biến những giấc mơ thành hiện thực. Lúc đó, tôi rất muốn đóng phim điện ảnh và có thể không cần đóng phim truyền hình nữa. Tôi không đóng phim của anh ấy và tôi cũng không đóng phim của người khác. Vì việc cứ nổi tiếng mãi là điều rất vô lý. Hãy nghĩ mà xem, chúng ta có quen những diễn viên lớn tuổi, 60 hay 80 tuổi, và họ, cũng như bạn, đã từng ở đỉnh cao trong thời thanh xuân của họ. Hiệu ứng lúc đó không kém gì so với hiện tại. Thậm chí còn lớn hơn. Thời đại này là như vậy. Có một ngày, bạn có thể vươn lên một vị trí cao trong lĩnh vực của mình ở thời điểm đó. Nhưng trong dòng chảy lịch sử dài, bạn vẫn chỉ là một hạt cát giữa biển lớn. Có những cảnh mà khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy rất đáng tự hào. Nếu bây giờ nhớ lại, cảnh quay khiến tôi ấn tượng nhất là cảnh mà mọi người đã thấy trong phim. Đó là cảnh tôi và Triệu Vi gặp lại nhau. Cảnh đầu tiên là khi tôi đi chiến đấu. Nhiều năm sau, tôi trở về, và ở nhà ga xe lửa, chúng tôi gặp lại nhau. Cảnh đó là khi tôi bước xuống từ tàu, cô ấy quay đầu lại, và hai người nhìn nhau. Đó là khoảnh khắc sau khi đã trải qua sinh ly tử biệt, chúng tôi cuối cùng đã tái ngộ thành công. Chúng tôi ước một vài điều, cùng nhau bước đi, rồi nói anh yêu em. Sau đó là rất nhiều câu anh yêu em, rồi hai người ôm và hôn nhau. Cảnh ôm hôn đó được quay trong thời gian dài vì phải quay từ nhiều góc độ khác nhau. Đạo diễn còn thiết kế một máy quay xoay quanh chúng tôi, cứ quay liên tục như vậy. Nhưng tại hiện trường, trên và xung quanh xe lửa đều có rất nhiều người đứng xem và cười lớn. Các bạn phải hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người. Đúng vậy, ha ha. Chúng tôi vẫn phải thể hiện tình cảm sâu sắc, đầy cảm xúc trong cảnh đó. Đó là những khoảnh khắc quay phim rất ấn tượng. Ngày ngày đầu tiên chúng tôi đến đoàn phim đã gặp Triệu Vi đang đọc kịch bản. Cô ấy vẫn còn ở Đông Bắc à? Khi mang thai thì không giống như bình thường nữa, đúng không? Tất nhiên là khác nhiều rồi. Mang thai và sinh con khác nhau rất nhiều. Nói rồi, làm sao mà không xúc động được chứ? Làm sao có thể không xúc động được? Cuối cùng tôi đã biết. Biết rồi. Làm sao mà tôi có thể không xúc động chứ? Cuối cùng tôi đã hiểu ra rồi. Có thể là 0520. Thời gian nửa ngày đã trôi qua như vậy. Một cảnh quay dài đã phải quay đi quay lại 12 lần. Trong đó có 7 lần Triệu Vi nói sai thoại. Nhưng suốt quá trình này, cô ấy vẫn tỏ ra rất thoải mái, không hề tỏ vẻ khó chịu, không giống như người khác. Xét về diễn xuất của diễn viên, sự thay đổi của Triệu Vi trong bộ phim này khá lớn. Cô không còn là cô gái sôi nổi, nghịch ngợm như trước, mà nhân vật cô đóng có nhiều yếu tố bi kịch hơn. Trái ngược với diễn xuất của Triệu Vi, những yếu tố hài hước và vui nhộn trong phim phần lớn được thể hiện bởi Tô Hữu Bằng. Lần này, anh ấy vào vai một nhân vật hài hước, thường xuyên gặp nhiều tình huống bi hài. Tôi cảm thấy không sao cả, vì vai diễn này là một vai rất hài hước,
khiến tôi rất vui. Có điều, có một chút giống như Tiểu Yến Tử trong Hoàng Châu Cách Cách, nhưng cũng có chút khác biệt. Tôi khá xui xẻo, giống như một con bò ngu ngốc. Ha ha, không chỉ phải thừa nhận mình là con bò, mà còn bị đối xử như một con bò bị đem ra đấu. Chưa hết đâu, theo kế hoạch ban đầu, hôm nay Tô Hữu Bằng còn phải quay một cảnh ngã xuống nước. Nhưng vì thấy anh ấy thực sự quá tội nghiệp, đạo diễn đã nhẹ tay và thay đổi cảnh quay. Tuy nhiên, cảnh quay thay đổi đó cũng không khiến Tô Hữu Bằng cảm thấy tốt hơn chút nào. Đã xui xẻo ngã nhào rồi, lại còn bị người khác trách mắng nữa. Cậu lại dùng sai thành ngữ rồi. Ai là giải đây? Ai là giải? Dù có xui xẻo đi chăng nữa, nhưng những cảnh như vậy thực sự mang lại tâm trạng tốt. Nếu được chọn một tác phẩm trong các tác phẩm của Quỳnh Dao để diễn, tôi muốn đóng vai nào? Âm Sắc Của Giấc Mơ là cuốn sách đầu tiên tôi đọc của cô Trần, và tôi có ấn tượng đặc biệt sâu sắc về nó. Cô gái trong đó dịu dàng, nhưng cũng rất nhiệt huyết. Cô ấy bị cuốn vào mối tình rối ren giữa hai anh em. Tôi thích vai Hàm Yên Quý, nhân vật chính trong một bộ phim mà tôi từng xem. Tôi cảm thấy nhân vật này có nội tâm rất mạnh mẽ. Tình yêu của cô ấy dành cho một người được giấu kín trong lòng và cuối cùng là kết thúc trong đêm tân hôn. Đúng vậy, tôi thích bộ phim Tình Viện Thâm Thâm và vai Hàm Yên trong đó. Nhân vật này phải đóng hai vai và trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Tôi thực sự thích nhân vật này và tôi nghĩ đây sẽ là một thử thách rất lớn, cũng như là một cơ hội học hỏi cho bất kỳ diễn viên nào. Nghe xong, tôi rất thích những bộ phim tự mình khám phá, tự mình làm chủ, giống như một sự học hỏi và nghiên cứu xu hướng. Tôi nghĩ rằng cả hai bên đều đúng, chúng tôi đều hiểu. Cậu bảo là hai đứa nhỏ này sẽ đóng Tây Du Ký à? Vậy tôi sẽ đóng vai con gái hay vai cha? Ha ha. Một nhân vật rất thú vị chính là anh chàng xui xẻo. Anh ấy thường gặp xui xẻo, giống như là một tế bào xui xẻo vậy. Phải xảy ra rất nhiều chuyện mới có thể đạt được điều này. Vì toàn bộ bộ phim chủ yếu nói về cảm xúc, những khía cạnh khá nghiêm túc. Để tránh cho bộ phim trở nên quá cứng nhắc, họ đã thêm vào nhân vật của tôi một nhân vật đặc biệt, khá khác biệt. Thật ra nhân vật này so với trước đây, so với các nhân vật trong tiểu thuyết trước, có một vài điểm khác biệt. Nhân vật này sôi nổi hơn, lạc quan hơn, là kiểu cô gái vui vẻ, lạc quan và thấu hiểu người khác. Vai diễn này của tôi vốn là một vai khá kịch tính, vì vậy tôi gặp nhiều cảnh rất khổ sở, ha ha. Nhưng làm thì làm thôi, tôi cũng không để tâm lắm. Đây là một vai rất hài hước nên tôi thấy rất vui. Có một chút giống như khu vườn nhỏ trong Hoàng Châu, nhưng cũng có chút khác biệt. Tôi khá xui xẻo,